Chiều ngày 27 tháng 6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, các sĩ tử của thủ đô Hà Nội bắt đầu đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Với tính chất quan trọng của kỳ thi, khi vừa sử dụng kết quả để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học, nhiều thí sinh, phụ huynh thể hiện tâm trạng căng thẳng, lo lắng trước giờ G. Sau khi cháu quyết định được nguyện vọng của cháu là tầm nửa tháng trước khi kết thúc học kỳ, thì cháu đã dành gần hơn 1 tháng rưỡi chỉ để ôn luyện lại tất cả những gì mình đã học này, thêm những gì mình còn hay quên này, với cả thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình để vào phòng thi không bị lo lắng quá. Nói là sợ thì cũng không hẳn, chỉ là chính xác hơn cháu hồi hộp tí, cũng hơi lo đấy ạ. Em cảm thấy khá là hồi hộp, nhưng mà được phụ huynh cũng như nhà trường chuẩn bị tâm lý trước nên là cũng không quá lo lắng. Em có học thêm cả ở trường và ở ngoài trường, có học thêm cả gia sư. Em khá là yếu về toán và anh nên là em đã tập trung học những cái môn đấy. Không chỉ có thí sinh căng thẳng, lo lắng, dõi theo con trước cổng trường thi, nhiều phụ huynh hồi hộp không kém. Chị Thanh, Hà Nội thổ lộ, bản thân mình run hơn con. Thật ra hôm nay con đi thi thì mẹ có khi còn hồi hộp hơn con. Các con thì rất là tự tin đi thi, nhưng mẹ thì bản thân mình thì cũng động viên con rất nhiều, nhưng mà cảm thấy cũng hồi hộp. Trước đây thì mình cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế này rồi. Đặt nhiều kỳ vọng nhưng cũng không tạo áp lực quá lớn cho con. Nhiều cha mẹ dõi theo, mong muốn con hoàn thành kỳ thi ở mức tốt nhất có thể. Bản thân con thì vì là con có IELTS 7 chấm rồi thì con cũng đỗ được một số trường rồi. Thế mà mình thì cũng đã hài lòng với những cái trường đấy rồi. Thế nhưng mà con thì không hài lòng, mà con cứ muốn đỗ nguyện vọng một và theo đúng ý thích của con. Cho nên là mình cũng hơi sót. Thực ra là mình cũng muốn là con hài lòng với những cái trường mà đã nhận con rồi. Áp lực quá. Căn bản là con cũng tự giác và cũng tự gây áp lực cho mình. Cho nên là mình không lo về việc học của con, mà chỉ lo là con căng thẳng quá thì nó cũng không tốt và cũng không nên. Tôi nhận thấy là với học sinh bây giờ thì nếu như chính các thầy cô chủ nhiệm các em ở các trường trung học phổ thông cũng đã có một cái việc rèn kỹ năng rất tốt cho các em. Và phần lớn các em học sinh đi thi thì cũng đã được các thầy cô dặn dò. Và ngày hôm nay là buổi đến trường để học tập quy chế thi, các em lại tiếp tục được các thầy cô cán bộ coi thi là những người có kinh nghiệm trong những kỳ thi. Ngoài phần quy chế thì cũng cho các em được một cái sự tự tin. Và tôi tin là ở tuổi 18 các em, 17, 18 các em có thể nói rõ những điều mình chưa hiểu để các em có thể nhận được một sự trả lời đúng. Và nếu trong trường hợp mà không ảnh hưởng đến cái việc là quy chế thì các thầy cô sẵn sàng hỗ trợ các em với những cái câu hỏi trước giờ thi. Để tổ chức một kỳ thi an toàn, công bằng, khách quan với tất cả thí sinh tại các điểm thi, các cán bộ làm công tác coi thi cũng đã nỗ lực hết sức mình, với tinh thần tập trung cao nhất. Theo quan sát của phóng viên, điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho kỳ thi. Các thùng carton to được đánh số thứ tự từng phòng thi, được xếp hàng ngay ngắn trên các bàn ngay cạnh khu vực cổng trường, để thí sinh gửi các vật dụng không cần thiết trước khi vào phòng thi. Điểm thi Trung học Phổ thông Việt Đức có 17 phòng thi chính thức, 2 phòng dự phòng và 1 phòng chờ với 398 thí sinh dự thi. Ví dụ như là Comba, Ike, thước kẻ, máy tính không có chức năng soạn thảo, không có thẻ nhớ, Atlas không có, Atlas do nhà xuất bản giáo dục phát hành, không có các cái ký hiệu, các cái ghi chú bên ngoài vào phòng thi. Ngoài những vật dụng trên thì các em phải bỏ ra bên ngoài để tránh những cái hình thức gian lận trong thi cử. Còn chúng tôi tin là các em cũng sẽ thực hiện thật tốt cái nội quy của kỳ thi, cái quy chế của kỳ thi này, và cũng sẽ không có một cái vấn đề gì ngoài cái quy định các em phải vi phạm.